Chiều ngày 1 tháng 2, huấn luyện viên Toshiya Miura đã tới trụ sở báo bóng đá để chào tạm biệt trước khi lên đường trở về Nhật Bản. Đón tiếp vị huấn luyện viên người Nhật Bản có tổng biên tập Nguyễn Văn Phú và các phó tổng Thạc Thị Thanh Thảo, Nguyễn Hà Thanh, Vũ Trung Thành và Nguyễn Tùng Điển. Trong bầu không khí ấm cúng, ông Nguyễn Văn Phú đã có những chia sẻ thật lòng về công việc, áp lực mà vị huấn luyện viên người Nhật Bản phải đối mặt trong suốt thời gian làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam. Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú tin rằng cùng với thời gian, người hâm mộ Việt Nam sẽ hiểu và thông cảm cho huấn luyện viên Miura, đồng thời sẽ yêu mến vị huấn luyện viên trẻ tuổi này hơn. Trong 2 năm làm việc tại Việt Nam, huấn luyện viên Miura dành tình cảm rất đặc biệt cho báo bóng đá. Vị huấn luyện viên người Nhật đã có 4 lần tới thăm và làm việc tại trụ sở của báo. Với kinh nghiệm cầm quân và khả năng viết lách tốt, huấn luyện viên Miura cũng đã nhận lời làm cộng tác viên của báo bóng đá tại kỳ World Cup 2014. Các bài viết, phân tích chiến thuật của vị huấn luyện viên người Nhật Bản đã được người hâm mộ Việt Nam đón nhận nồng nhiệt trên nhật báo bóng đá cũng như bóng đá Plus. Đặc biệt, sau thành công của vòng loại U23 châu Á 2016, huấn luyện viên Miura cũng đã dành thời gian giao lưu trực tuyến với độc giả của bóng đá Plus. Giữ được sợi dây liên lạc thường xuyên với báo bóng đá, thế nên vị huấn luyện viên người Nhật cũng rất ấn tượng với phong cách làm việc của phóng viên báo bóng đá, những người thường xuyên tiếp xúc với ông trên sân bóng. Tôi trân trọng và đánh giá cao sự ủng hộ của báo bóng đá dành cho tôi. Nếu nói về cường độ làm việc, tôi đánh giá rất cao cường độ làm việc của báo bóng đá. Các bạn là những người làm việc rất chăm chỉ, thậm chí là hơn cả huấn luyện viên và các cầu thủ. Tôi đã chứng kiến trong năm 2014, các bạn làm việc quên ăn, quên ngủ. Cũng trong buổi gặp mặt thân tình này, huấn luyện viên Miura đã thông qua báo bóng đá gửi lời chúc tới người hâm mộ Việt Nam với tất cả chân tình. Lời đầu tiên xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi rất vui vì đã có cơ hội dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi đánh giá cao mọi sự hỗ trợ của các bạn. Nó đã giúp tôi thực hiện được nhiệm vụ của mình. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại các bạn và chúc các bạn may mắn. Toshiya Miura, vị khách đáng trọng. Đó cũng là tiêu đề một bài viết được đăng trên báo bóng đá số ra ngày 1 tháng 2, cũng đã thay lời muốn nói của chúng tôi dành cho vị huấn luyện viên đáng kính này. Miura, một vị khách lịch lãm, ân tình và sống có nghĩa. Ai đó từng nói, chia tay chưa hẳn là chấm dứt, mà chia tay có thể sứ mệnh của người đó đã hết. Sứ mệnh của Miura đã hết, nhưng tình cảm mà ông để lại trong lòng người hâm mộ vẫn còn mãi.